Em hướng dẫn sử dụng cái nắp bệt inox nhá. Hàng còn rất là đẹp này. Chức năng chính là rửa sau khi đi vệ sinh xong, sưởi ấm chỗ ngồi, rửa nước nóng. Đấy, ở đây nó có cái cảm biến người ngồi nhá. Khi em test thì em phải che nó đi này thì nó mới nhận nhá. Ở đây là nút, có các cái nút này. Đây là nút stop này. Khi mình rửa xong mình nhấn nút này để tắt đi. Đây là chức năng rửa vệ sinh chung này, rửa vệ sinh phụ nữ này, tăng giảm áp lực nước. Cái này là bật nước nóng, cái này là độ ấm chỗ ngồi. Nó sẽ sưởi ấm cái vành ngồi này đây nhá. Nó có 3 mức đèn báo, 3 mức báo này. Đấy, mạnh nhẹ trung bình. Này là tắt nguồn này. Đấy, bật lên. Cái nắp bệt này thì mình có thể lắp gần như là vừa tất cả các loại bệt của Việt Nam nhá. Tại vì nó làm tiêu chuẩn quốc tế rồi. Đấy, nước phun rất là mạnh nhá. Để chế độ vệ sinh phụ nữ này. Cái dòng inox thì nó có 2 cần phun nhá, mỗi một chức năng rửa một cần riêng. Đấy, chức năng rửa phụ nữ thì nước ra nhiều hơn và góc thấp hơn nhá. Nước đã ấm rồi này, nước đã nóng nhá. Mẹ ngồi nóng rồi nhá. Khi mà về lắp đặt thì các bác chỉ cần tháo nhấc cái nắp của nhà mình ra thôi. Ở dưới đây thì nó sẽ có 2 cái ốc. Các bác chỉ cần đặt vào cái bệt của nhà mình cho nó vặn ốc bên dưới vào là được. Dây cấp nước thì các bác nó giống như cái gen của hàng chỗ cái lắp cái vòi cổ ngỗng, cái vòi xịt đấy. Đấy, gen nó giống như cái đấy. Các bác lắp nước từ đấy ra là ok. Inox, em xem con này công suất nó bao nhiêu này. Công suất chắc tầm độ 300-400W gì đấy thôi. Khi mà các bác dùng cả sấy để sửa ấm chỗ ngồi, à rửa nước nóng sửa ấm chỗ ngồi. Có 254W thôi các bác nha, 254W. Còn nếu mà dùng bình thường không, vài nước một cục. Nếu mà dùng bình thường thì con này có hết có 49W này. Nó nào cần thì liên hệ em nhé.